Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh của TVlog. Cái nội dung chính video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta đào một cái token mới anh em. Nó chạy trên mạng là Polygon và token này mang tên là Virtual Network cho anh em. Thì đối với cái token này chúng ta khai thác, chúng ta sẽ được rút về ví Trustwallet hoặc là MetaMask luôn để chúng ta swap ra USD được nha anh em. Và hiện tại nó đã list trên sàn là SwitchSwap nha anh em. Đối với sàn này thì chúng ta là gọi là một cái sàn phi tập trung. Chúng ta có thể swap tất cả các đồng coin của tất cả các sàn đã list trên đó ha. Ok, thì đối với token này thì tổng cung của nó anh em mình sẽ sơ qua cho anh em ha, 99 tỷ rồi. Cái ví đang holder là khoảng là 2963, transfer thì khoảng 7006, và đây là cái contract của nó. Chúng ta có thể add vào ví Trustwallet hoặc là MetaMask được nha anh em. Ok ha, đó thì anh em sơ qua thì anh em cũng biết được hiện tại nè anh em, họ đang transfer khá là nhiều nè anh em. Ok ha, thì chúng ta cũng có thể mua IDO trên cái sàn SwitchSwap, nhưng mà mình nghĩ cái kèo này đang cho chúng ta free thì chúng ta cứ đào free nha anh em. Ok chưa, mình sẽ hướng dẫn chi tiết trong video này để giúp anh em có thể kiếm tối đa cái token là Virtual Network này. Ok, thì bây giờ trước tiên anh em click đường link dưới phần mô tả giúp cho mình, nó đưa đến giao diện SwitchPlay, anh em cứ tải về nha anh em. Đây là một cái giao diện SwitchPlay có tên là Virtual Network Mining, thì anh em có thể bấm chữ cài đặt giúp cho mình ha. Ok anh em, thì sau khi anh em cài đặt xong, anh em mở cái ứng dụng Wallchain này lên nha anh em. Anh em bấm chữ là đăng nhập bằng Google nha. Thì nó sẽ đưa đến một cái giao diện gọi là chúng ta sẽ chọn một cái tài khoản Gmail của chúng ta. Thì chúng ta cứ chọn tài khoản ngẫu nhiên nha anh em. Ok ha. Ok anh em, thì sau khi chúng ta chọn một tài khoản Google thì nó có một cái giao diện như thế này. Ở đây có chữ là Claim World, tức là anh em sẽ được claim. Cứ sau 20 phút anh em vào claim một lần giúp cho mình ha. Anh em bấm chữ Claim World giúp cho mình nè. Đó thì nó sẽ chạy, ở đây nó sẽ chạy tốc độ cho anh em, tức là cứ sau 20 phút anh em nhớ ha, vào claim một lần. Rồi ở đây có chữ là active nè, thì mình claim thì nó đã active nha anh em. Ok chưa, rồi chúng ta bấm trở ra nha anh em, trở ra đây. Rồi thì mình đã claim xong, thì ở đây có khá là nhiều mục để chúng ta cần phải tham khảo anh em, vào một ba gạch giúp cho mình nè. Đây thì ở đây có top 100 nè, invite earn nè, thì anh em nhấn vào thì anh em cứ copy đường link để anh em chia sẻ ha. Thì mỗi một lượt bạn bè của mình đăng ký thành công, anh em sẽ được thêm là 2500 cái token là WC này. Ok nha, trở ra anh em một ba gạch tiếp tục cho mình nè. Ở cái chỗ My Blend thì mình sẽ kiểm tra từng cái cho anh em ha. Tức là ở đây anh em muốn rút về thì anh em chỉ còn đủ 5000 cái token là Virtual này, anh em có thể rút về ví Trustwallet hoặc là MetaMask để chúng ta swap luôn cũng được nha anh em. Cứ đủ 5000 là anh em sẽ được rút về. Ok, khá là ngon nha. Để mà dán địa chỉ này thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn em cách chúng ta add contract vào ví Trustwallet hoặc là MetaMask để chúng ta rút về nha anh em. Ok chưa, chúng ta trở ra lại nè anh em, vào một ba gạch tiếp. Rồi thì ở đây có cái lịch sử để chúng ta payout về, tức là nó sẽ nằm ở đây. Rồi anh em trở ra, anh em vào cái hình avatar giúp cho mình. Thì cái này thì chúng ta không cần phải KYC, cũng không cần 18 tuổi gì hết, chúng ta chỉ việc là claim, sau 19 phút chúng ta vào claim một lần, khai thác hoàn toàn miễn phí free đó. Còn ở đây có cái nhóm Telegram, anh em có thể vào nhóm của nó này để tham khảo về cái dự án này ha. Anh em nhấn vào Telegram xem thử cái dự án này như thế nào nha anh em. Ok, thì hiện tại đang có là 2,4k người đang đăng ký ha, cũng khá là ok anh em. Rồi thì cái dự án này là mới nha anh em, là mới cho nên chúng ta cứ yên tâm mà tham gia. Và thì bây giờ mình sẽ trở ra con app, mình sẽ hướng dẫn anh em lấy contract để mình add vào ha. Rồi tất cả mọi thông tin đường link về contract mình để bên dưới phần mô tả và bình luận video, anh em vào copy contract đó, sau đó anh em vào Trustwallet nha anh em. Rồi đây là một cái giao diện gọi là Polygon Scan nha anh em, thì tức là nó chạy trên mạng là Matic anh em. Ok ha, anh em có thể kéo xuống dưới nè, anh em thấy cái chữ contract không, thì mình để đường link này bên dưới phần mô tả nha, anh em copy giúp cho mình. Ok, thì sau khi copy contract này rồi, anh em vào Trustwallet hoặc là MetaMask giúp cho mình nha. Thì ok, đây là giao diện Trustwallet của mình, thì anh em chọn vào cái mục này nè, hai gạch trên này, anh em dán cái contract vừa copy vào. Ok chưa, rồi ở đây nó hiện lên cái chữ là tự thêm đồng tiền mã hóa anh em thấy không, anh em bấm vào chữ này, sau đó anh em chuyển qua mạng là Polygon giúp cho mình, Ethereum nè, anh em sẽ kéo xuống anh em sẽ thấy mạng Polygon ha. Đây đó, anh em dán địa chỉ hợp đồng lại một lần nữa nè. Đó rồi, ok chưa, thì nó sẽ hiện ra cái chữ là Virtual Network anh em thấy không, WCN. Ok, anh em bấm chữ làm xong đó. Rồi thế là chúng ta đã tạo một cái gọi là cái token Polygon của mạng Polygon của token là WCN đó, rất là đơn giản thôi đó. Sau khi mà anh em đã có cái token, cái contract của này rồi, anh em dán vào rồi thì anh em bấm chữ nhận giúp cho mình đó, anh em sao chép cái địa chỉ ví này đó, rồi anh em trở ra cái app nha. Rồi sau khi trở ra app, anh em muốn rút về thì anh em bấm vào một ba gạch này đó, anh em vào cái chỗ là in my blend này đó, anh em dán cái địa chỉ vừa rồi của anh em vào, anh em dán vào thì sau khi đủ 5000 cái
cái token này thì anh em có thể rút về ha. Thì hiện tại khá là nhiều anh em trên YouTuber cũng như là trong nhóm của mình đã rút về rồi, anh em cứ yên tâm. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta nhận 5.000 cái token free này nha. Token này hoàn toàn free bằng việc là chúng ta điền cái form thôi. Còn những anh em sử dụng ví MetaMask thì cũng nhập cái contract tương tự nha anh em. Ok chưa? Mình sẽ trở ra cái form. Vâng anh em, thì đây là cái form để chúng ta nhận 5k cái token là World Chain Network này. Ok ha. Thì điều kiện của nó là tên và ảnh liên kết với tài khoản Wood của bạn sẽ được ghi lại khi bạn tải cái biểu mẫu này lên ha. Tức là ở đây anh em chỉ việc là đánh giá cái năm sau của cái dự án này ha. Để mà đánh giá năm sau của cái dự án này thì anh em vào cái chỗ CH Play lúc chúng ta tải anh em, lúc chúng ta tải ha. Rồi anh em, thì đây là một cái giao diện CH Play. Anh em dùng cái email nào mà đăng ký bên cái tài khoản mà token này thì anh em nhớ CH Play anh em cũng tương tự như vậy nha. Để anh em đánh giá ha, anh em nhấn vào nè, anh em tìm ha. Cái chữ World Chain nè thì nó sẽ hiện ra. Anh em nhấn vào cho mình nè, đó. Anh em thấy không? Ở đây có xếp hạng nè, anh em cứ nhấn vào năm sau nè, 1. Ok ha, 2 3 4 5, đó. Rồi sau đó anh em bấm cái chữ là dự án là Wood ha. Wood đi. Ok nha. Đó, cứ vậy thôi anh em. Rồi, sau đó chúng ta chụp hình lại nha anh em, đăng lên nè, chụp hình lại. Đó, rồi, chúng ta đăng lên. Đó, thì cảm ơn bạn đã chia sẻ và phản hồi của tôi giúp quyết định ha. Chúng ta bấm hoàn tất nè. Đó, thế là mình đã đánh giá năm sau. Đây anh em thấy không? Thì mình chụp lại cái hình này. Đó, tiếp tục. Rồi, sau đó mình sẽ up lên nha anh em. Up lên. Rồi, anh em bấm chỗ là thêm tạp nè. Cái vừa anh em vừa chụp hình cái sau anh em. Cái mà chúng ta hiện lên năm sau ở đây nè. Đó, anh em thấy cái tên của anh em cộng với cái này. Thì anh em cứ gửi cho nó ha. Rồi chúng ta up vào thêm tạp nè. Sau đó chúng ta mở cái chữ browse lên anh em. Thì nó sẽ có đưa đến một cái gọi là máy ảnh nè, tạp nè. Cái tạp mà chúng ta chụp nó sẽ nằm ở cái tạp ha. Rồi sau khi chọn tạp thì nó đã tải lên xong nha anh em. Đó, xong rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là lấy cái địa chỉ ví mà cái contract mà lúc nãy mình đã hướng dẫn anh em add trên WeTrade hoặc là MetaMask á. Anh em dán vào giúp cho mình ha. Thì mình sẽ vào WeTrade nha anh em. Rồi ở cái WeTrade thì anh em cứ chọn cái token của anh em đây, World Chain Network. Sau đó anh em bấm chữ nhận ha. Rồi anh em bấm sao chép giúp cho mình nè. Rồi anh em trở ra cái form ha. Sau khi trở ra form thì anh em cứ dán địa chỉ vào. Đó, rồi sau đó anh em bấm chữ gửi nha. Gửi nè. Thì nó sẽ xét duyệt cho anh em trong vòng 24 giờ. Nó sẽ có câu trả lời cho anh em nha. Và 24 giờ nó sẽ tự động gửi vào ví của anh em. Ok chưa? Rồi, thì mình đã hướng dẫn tất cả cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ trở ra dự án nha. Rồi, đó, cứ đúng là 19 phút anh em vào claim một lần nha. Thì giá trị claim của nó hiện tại đang là 250 cái token này nha anh em. Thì không biết là nó có giảm hay là tăng không biết, nhưng mà hiện tại cái số thành viên khá là ít. Cho nên đó, đây nè, có 16.403 thôi. Cho nên chúng ta nhận cơ hội nhận cái token này khá là nhiều. Cho nên anh em nào xem được video này thì hãy nhanh tay nha. Chúc tất cả anh em và mọi người luôn thành công. Bye bye, mình sẽ random nha anh em. Ok, sau đây mình sẽ random cái video qua 2 ngày trước anh em. Có 252 lượt xem ha. Mình sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên để trao thưởng. 52 lượt comment hợp lệ anh em ơi. Rồi, xin chúc mừng anh Linh, chúc mừng em và chúc tất cả mọi người luôn thành công nha. Bye bye.